là bác cho nó thì chương trình là gì bọn nó pin sửa cho hai cái tên đi để chen này cái này đấy cho nó mà cho chơi mà bọn nó thấy qua đây cái dài này pin sửa cho cái gì cũng nhau pin mà bác hay rồi đi thấy qua đây anh mà anh mà tham gia rồi đấy đi qua đây anh mà anh qua cố mấy tên qua này này gì đấy cú thứ ba mà rồi thì đi qua đây anh mà ta qua theo cái gì gì bọn nó đây là như này trong cái bám nhé hay rồi alo này xin ra để xin nó cho nó bây giờ tôi sẽ cái gì cả hai đi ba mình này xin nhá ừ sẽ tông cái lông pha mấy ví dụ sinh thân gồm tông đi về nhà chồng đi ra đi bán mấy bọn nó ta sinh ra để rồi nó ví dụ đi qua xa xong chỉ lại nhà xuống mấy ví dụ đó sau này trăm người ta có lý này coi ta có nên chạy ra cho cô ta khá đấy ta xây bà tí thu cái này mà đi như thế nào thì bà đấy ta khu mà bố nó khả năng của chạy lại thả bị rồi mà hậu bảo ta khá đấy abc thu cái này mà abc như thế nào thì bà đấy đây tôi chọn alo mấy xa xong đi chỉ để cho mày nhé rồi anh nhớ cho nó giá trị thả đấy ta này trăm người ta có lý của trả lại bọn nó tăng ngày tâm niệm mà ra cho đó như thế này bố nó nên tông thì nó bao lấy đó tông nhà nhà đấy tông nhà bà thì nhà đấy tông nhà ngoài bố nó cho nó cúp nhà bị đẹp xe sai khi đi cả lên nó sẽ độ như thế quan trọng đó là con bố nó mình nuôi sử dụng cái người ta để lâu vài người ta là con cái bị rồi cái sao lụi nhà bà đấy mình nghĩ nhà xin xin được lúc mình nghĩ mình bố nó che thuận bị cái sao được lúc từ bao giờ cũng ngày mà đấy bố nó thế rồi nhau tông nhà ngoài từ lâu rồi tông nhà ngoài từ lâu là đâu nói thật từ lâu ngoài phát nên cầm lên xuống sẽ khổ chảo thì nhà lông bao mà muốn thì nhà lông bao này đó tế tế bao vào thì chảo nữa thì chảo từ lâu tông nhà tế thì mà đi lại nữa tông nhà tế tông nhà chảo ngà tế ngà chảo thì cái này đi qua thế bố ta rồi cái mà sau này cầm lên cố cái gì mà thì đi qua thế về cái sai nhà nữa rồi thì đi qua thế này mà rồi thì mà ba cái này thôi cái này rồi chảo xe rồi thôi quá thôi cái này đi rồi thì hiện tông nhà chảo rồi thôi quá cái lúc quen người thì có nước thả rồi cái máu luôn thì bên bị cái là bọn lừa thuốc thì mà lấy thì đang đi về cho sắp về thì lại đúng nó cố sĩ thì nó lòng bao nó khó khó bao vào đi nên khó như thế lo à đâu cho nó quá khôn lý sĩ thì đông nó bao lại đó cố bao vào đi lên là cố lên là cầm ấy khôn cố khôn lý bọn nó bị luôn cho nó nên cố nên lý số bây giờ thì cái này lý đi qua giảm được bọn nó rồi cái chính mà lý qua thế cái giá giảm mà bác rồi cho nó thì mà đi theo này mà lý khôn sĩ khôn lý sĩ được qua cái thọ cái bạn này bọn nó à đâu nó thay đổi mình nó thay đổi mình mà lấy đấy cho nó đi mà xịt điện thì nhà lông bao này nữa nhà lông bao này đó ta dùng tông bình nhạo bốn cô ly từ lông nhạt đấy vì cô ly đầu nhạt thì tông lông bao này đó tông xịt từ lông nhạt đúng không hello cô đó cô xí ví dụ gì lấy đó lấy xí bảo nhá thì cái này lấy bảo nhạt đấy là đi lấy cái lấy bảo thì anh mà cho nó đi mà cô xí sửa được quả pi cái đó chỉ để tôi cháu thì mà lấy cô xí sửa được quả thì mà tông nhá cháu được quả không lấy được quả sửa tông mình sẽ đại lưu đi đấy ông này pi cái đó nó hello thì tôi sai phải lại anh ấy thay lấy bảo cho nó có sửa được bảo nó cho nên là mình khi mà khai sáng mới xuống nó giá trị thay đổi cái này là không cố thì nó lông bao nó phải cái này là rồi sau từ từ lông nhà thay đấy thì cho nó thay từ lông nào cho nó cố đông chậu thì đông bao này đó sẽ đông từ lông nữa cái bây giờ cho nó từ lâu thì khai sáng nhà mới bỏ bên tay này nên là cho nó đi mà chậu xí chậu đông bao nó bây giờ xí thì xí thì đông rồi là đi cái này liền đi qua cái đó cho nó có sai này cho mình mà khai sáng vô cùng bây giờ nó sai bài này giờ nó có gì bây giờ nữa à mới được khai sáng mới xuống khai sáng bây giờ nữa lấy quả thẻ biểu bố nó cả dài mà tôi sẽ lấy quả thẻ bà đấy rồi đi lấy quả thẻ tôi sẽ lấy nhà mà cho nó cho cái đàn người bố nó thật quả thẻ của bài duyệt được quyền đấy rồi thật quả thẻ và cho nó được lưu lý giá trị khả năng xuống nhé làm cái bố nó lấy cô tổng thì đông lông bằng nhé thì đông lông bằng này đó phải là xuống trao giả đấy quá thì mà gì lại nó sao giả đấy rồi thì trao của mình cũng là bảo vật trao của bảo vật phía tết thì cô chú mấy là hồ mà trao của bảo vật thì cô má cho nó là bảo vệ này khá xa mà bác rồi mà cho nó không đi được cái này thì được cái đó thì về cái yến không không xịt thì đông lông bao mấy thì đông lông bao nó này dài quá nó cho nó thì này cổ mà yếu này cái bao thì thế không yếu nữa tao mà vào đây này cái da mày quá nó không vậy nhé cái đó thì mà cố xịt được cái ra thì là chẳng không vậy để mình làm được nó không vậy cái đó thì tập mà đây cho nó cái gì đó không tiếp được đó cố dài quá nó cố bao vào đi liều vậy cho nó rồi chúng ta khi đây thì chẳng liều phải cố cho nó được cái da dài được quá nó cái đó liều với người cái gì cái này ở trái đùi cái này số này cho nó thì cháu xịt ra được quả cái gì cho nên là mình là khi mà bố bị đó ai đã được hay là giờ thì lúc qua khi bố phát sáng rồi thì lúc qua khi bố mới sử dụng nhận bố tiên thu bố đó anh chị em đi vào đấy à lâu ngày chạy nên đặt đẹp xuống hình ngọt thế qua đây khi đã được giáo thay bị đó phát sáng chỉ nên với bố bà này thay bị đó phát sáng chỉ làm mấy lúc nhỏ lên mà đấy nhá hay là à lâu ngày đấy thì nó giá trị đã sai khi bố sẽ là bị đó nó thứ này qua đây khi bố lên đây thì nó thì đôi khi vẫn đi qua khi bố mà tông với này chỗ ra đi bố hay là bố bị bám đấy hay là ông vào thay bị đã lại bài bàn này bác đó nam ba khổ ra bao nhiêu khổ ra một bao không nhé hay đâu vẫn cho ra đâu không được bao nhiêu bao đó phải ra khổ nam ba khổ ra bao nhiêu khổ để thêm mà xin được bác cho nó thì mà thì vài bạn nào gặp cái thẻ bị ở đây trong những cái đó cho nó xin mà tôi thì cái này thu chỉ nào cái gì có mấy sinh ra gì gì đó bao nó cho nó xin mà biên đi ở trong trường trình độ sát về cái nào biết sát về gì làm đấy phải vào phòng được gặp gì bác rồi cho nó lâu ngắn xa lâu thì anh mà ở khu trường thì cho nó là tôi đã lâu cái nào đấy mấy sinh nhà nhà sĩ bảo đấy anh cho rằng đấy
trong gì ra lên đấy ở dưới và trong gì bài đọc nhá thì bao giờ ta sẽ muốn lên nhà nhà sau vụ này nó sẽ cũng chỉ đáp chế thể cho cháu mà ngày 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 này luôn luôn bài đọc nhá đây tôi cho mấy sư phụ mình nhé cô dạy cái này thôi chỉ là phía comment ra gì vậy làm việc tiền tiền này số này nó cái nói bài văn này bao nhiêu đấy cô viết hai bài văn này vậy trong nhà cô sư cô có cháu chuyện này mấy cô cô đã thì bài văn này bao nhiêu cô đáp đấy mà ma gì về bọn nó sẽ được lại nhà số này tôi định như là tiền đấy sẽ được video bọn nó sẽ được lại lúc anh già vào đi do sao này nhà đó sẽ xả đi qua nhà sĩ đẹp tiền ngô mấy giờ rồi này thu ra đó là gắng có một số nhóm tiền tiền rồi gắng đi du mà số bọn nó có một số nhà sĩ mà lịch sử bài đấy có một số nhà đó đi du mà số bọn nó có lẽ là cho một thằng cả sao bây giờ tới mà cả sao bây giờ này mấy giờ rồi anh ấy đang có một số nhà cái nó số bây giờ bị lỗ bị thua bài đấy rồi ngã đâu thằng số có một số nhà cái nó tự nhiên thằng số này thì ngã đâu là sao nhà cái nó muốn tự nhiên thằng số này tự nhiên là sĩ nhà cái nó muốn nhà vào đấy nào tự nhiên mua thu đấy tự nhiên mua nhà vào sĩ rồi mấy giờ rồi anh ta thì sẽ thằng sẽ có một số nhà đó là vậy nhà nhà sĩ mà số bài đấy ấy khám mà cho nó thì vô thôi đi rồi lại khám mà lại nó bị rồi nó lừa được rồi rồi nhà về xong có một số người ăn uống bị ăn được rồi đấy người qua đi là mới sửa chữa xong rồi ấy trên nhà mà bị ăn được cái khai thôi đi lấy cố xin rồi nhà về mà có một số người bị ăn được rồi trên này xong này đấy cho nó anh em tiêu được bị vậy nhá hay là dùng khi xây xong một đi qua đấy là đôi lúc cái đấy mới sửa nhà được chỉ đấy cụ thể thế là gì là mới sửa nhà được cái đấy sau đó là đôi lúc cái đấy xong rồi thì dùng khi xây xong một đi qua đấy sau đó lúc cái nhà vào đấy thì họ sát vào cái đó lâu mà tôi đang nói mà khán giả bị vấn đề đấy, chúng ta nên biết bị vấn đề đó là gì chứ? Bài văn này tôi cũng thấy bị học cái gì, ở đây này bạn học cái gì thì bài nhá. Hay là chúng ta nên đi cái gì này có thể xài cái gì cũng sẽ bám nhé. Hay là tôi đi cái này thôi rồi giờ xóa đi cái này, alo mà tôi đang nhắn tin thì đâu quá, chúng nó vậy, channel đi bọn nghe này chỉ xin được nhắn hay chỉ để cho alo mà thu về cái gì thì xin bài. Hay là chúng ta nói thay đổi cái này, nói thay cái này có thể mà vào giờ đó tông đi tông nhà thì tông nó bao mất thì tông nó bao nó không không bao vào được mình đấy không nên để lâu quá nữa hay là không nên để lâu quá cho nên là bạn nên cảm nhận xem cái này cái việc đó sao mà vậy cái gặp lâu lâu ra thì xem nhé đi chợ thì nó bao mất thì nó bao nó tông nhà nhà đấy tông nhà bao vào được nhà đấy tông nhà ngầu cho nên là cái này mình này yêu đấy hay là không tông nhà phiền xem không đó không nhà phiền xem không xịt nếu cô đông nhà phiền hoặc nếu xem cô nhà phiền hoặc nếu đông không đông không xem nếu đông nếu xem đủ thì cái này là gì vậy cái giá nhà vậy cái gì mà thế là chúng ta mà nhà khi mà ba cái này không phải là số không đông số là cái gì thì nhà mà bị cái đấy đó là nó có làm được đấy thế là đối với cái này thì là đối mà đấy xem đông không thì đông nó bao lại cho xem nhà đấy xem bao vào đi đông nhé xem đông cho nó là ông bây giờ cái này cái video cái giá này sẽ không xem thì nó bao lại cho ngã nhà này ngã bao vào đi đông nhà này ngã đông nhà cái gì đó ra đó là thì mà sẽ có ngã phiền lên sẽ có sẽ có đông nhà phiền lên sẽ nhé đông ngã phiền giờ đó đông nhé đông đông nhà phiền giờ đó đông không phải là thì cái này thì qua về cái gì mà cái sai nhà mới nó nên là đi theo này giờ nó phá cái này phá cái này rồi thì mà nó sẽ có không sẽ là được qua cái này cái này rồi đó là nó biết sự nó phải được biết sẽ sẽ chỉ đi đông bao nó không không bao giờ thì nên không hết đâu nên là giờ nó sẽ đông bảy cái giờ đó sẽ đông bảy nhà đấy bao nó nên là giờ nó đi mà không sẽ không sẽ đọc thì là không sẽ về phía ông không tế không đông về phía ông là không chắc nên cũng sẽ về phía ông như chắc nên cũng đông về phía ông như thế số gì đó đó là hiện nay kinh tế của việc thì anh ta cho thì mà tính mệnh như thế giới được quản lý về cái bài đó nó đó là thì mà đặc biệt sẽ là đông người ra đại biểu nói về những người ra đại thì người ra đại nhất tiên sĩ ta sẽ kinh tế của nó đó là đi sai bài này ạ sẽ bị đó cho được cả sáng mấy sáng khô cố tế khô thì đông nó bao lại đó quan trọng nên quan trọng cái phần như vậy thì họ mới sinh con như thế long nhà này, cái này là như thế sinh con cháu số đó đóng xếp về cái nhà này nó, nên là đóng xếp về cái nhà này mà chúng ta nói thì đóng về cái bộ bây giờ à đã đấy, tin đàn của nó tin đàn thì thế này mà đóng về cái bộ chúng ta ra thành cái gì đó mà ai có dám mà là lý do chúng ta video yên sinh mà sẽ được đóng tiền đầu tháng nữa đóng về cái bộ bây giờ là như là con này phải là đóng về cái bộ à đã đấy, không đóng về cái nhà này không cháu không sẽ về phía nào không thế vì nếu cổ đông về phía nào như thế nếu cổ sẽ về phía nào như cháu rồi gì đó thì cái này là gì có đó nên cái thu âm này đi có gì mà ở trái vậy là cái nào thì mà không cháu sẽ được có gì đó đông về cái nhà thì có bố bây giờ cái nhà bà đấy mà lúc này mình là thế mà đấy nên thế mà đấy bao gồm cái gì đó cái gian này ra gì đó tôi đi nào đấy càng không muốn nhà soạn này bao gồm cũng cha bà đấy để cho nó thì nhà cái hết sức mà còn đang bị vậy cả nhà là thế mà tôi đi cái này thì cái này cái nhà này tôi đi là gì ở cha đó thì tôi chạy này tại cái bọn đó cái này tôi thôi chẳng hạn gì cái này bài văn này mất đấy ông phải gì để thay món đó đông nhà cô sư cô con cháu sinh mẹ cô con số đấy thì bài văn này
ကလေးကိုစက်တဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာမနက်ခင်းပြင်ပြီးကြတော့မနက်ခင်းမှာဆိုစက်တဲ့နိုင်၃၀မိနစ်ပါညနေခင်းမှာဆိုတော့၃နိုင်၄၀၅မိနစ်ပါအဲ့တော့ဒီကုကြလိုက်တဲ့ပြင်ပြီးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ပါနဲ့ပြင်ကိုစက်တဲ့ပြီးတော့တွေ့ဒီကဏ္ဍများထိုးရပါတယ်ရုံချင်းမှုအပြေဝါနဲ့လက်တွဲအလုပ်ကိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မအရှင်နော်အားလုံးကလက်တွဲအလုပ်ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကံကောင်းမြတ်စွာဘုရားဆင်းပြီးတော့ဆင်းရဲကံကောင်းမြတ်စွာဘုရားဆင်းကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်